Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2009. Chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Bình Yên thuộc vùng thủ đô Hoa Thành Đốn, Hoa Kỳ. Đây là buổi thực tập thứ bảy của khóa tu Thu Đông Thiền Hiểu Biết. Cuộc đời này vốn rất là màu nhiệm, hay là đau khổ? Buổi sáng mình nhìn những cái lớp sương mù dày đặc ở trên mặt hồ lặng như tờ. Mình nghe những tiếng tiếng chim kêu, rồi mình nhìn mặt trời nhố lên. Trong những đêm trăng, mình có thể đi dưới trăng. Cả một cái khu rừng bàng bạc lấp lánh trên những chiếc lá còn đọng sương, những tia nắng, những cái tia mặt trăng màu vàng, những chiếc lá màu vàng. Mình nhìn những cánh đồng mênh mông, có những con cừu, có những con bò đang gặm cỏ, những con đường dài thẳng tắp bất tận, những đóa hoa nở hai bên đường, bầu trời xanh trong, những đám mây trôi lang thang. Mình nhìn những cánh rừng lá chín, nhìn những đóa hoa tường vi nở bên nhà, nghe một cái tiếng chuông nhà thờ hay là chuông chùa từ xa đưa tới, nghe tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ, thấy được những bàn tay cần mẫn ở đâu đó trong bếp núc, trong cái bình hoa, trong cái dĩa trái cây, trong từng bộ đồ. Nghe được những câu nói ngọt ngào, dễ thương của những người thân, của những người bạn. Thấy được những tấm lòng vị tha, nhân ái. Thấy được những con người sống cả đời để mà hy sinh, làm những công tác ủy lạo từ thiện, lòng nhân ái bao la. Tất cả những cái đó đều là những cái giá trị màu nhiệm của cuộc đời. Có phải vậy hay không? Bản chất của những cái đó đâu phải là khổ đau. Và nếu chúng ta có thời gian, chúng ta ngồi liệt kê ra nữa, thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời vốn rất là màu nhiệm. Cái gì được gọi là cuộc đời? Như chúng ta đã liệt kê ra, từ cây cỏ, sông ngòi, cho tới từ những loài vô tình, cho tới những loài hữu tình, từ cây cỏ, đất đá, cho tới con người. Tất cả những cái đó đều gọi là cuộc đời. Con người cũng màu nhiệm, mà cỏ cây cũng màu nhiệm. Con người cũng dễ thương. Tuy có vài người đem tới cho chúng ta những điều phiền lụy và đau khổ, nhưng mà bản chất con người rất là dễ thương. Cho nên chúng ta căn cứ vào chỗ nào để chúng ta kết tội rằng cuộc đời này là đau khổ? Tại vì chung quanh ta cũng có những người không dễ thương với ta, không kính trọng ta, làm khổ ta, nhưng mà một vài người thôi. Hoặc là thỉnh thoảng ở trong tâm thức họ có những cái phiền não như vậy, chứ không phải là toàn bộ con người của họ. Nói một cách hời hợt là cuộc đời này cũng có sướng mà cũng có khổ. Nhưng mà nói cho sâu sắc thì cuộc đời này không có khổ. Nó chỉ có những cái điều trái với cái ý muốn của mình, bất như ý mà thôi. Những cái gì mà nó trái với ý mình thì mình gọi là khổ đau. Cái discontent nó phải khác với cái suffering. Discontent nó chưa hẳn là một cái suffering. Những cái điều bất như ý nó chưa hẳn là đau khổ. Tại vì mình có một cái thái độ chống đối lại nó, áp đặt nó, muốn nó phải như thế này, phải như thế nọ. Nhưng mà mình biết rồi, cái sự tồn tại của mình nó có liên quan tới người khác, tới cộng đồng, tới xã hội, tới trái đất, tới vũ trụ. Hồi nãy trong khi mình thở, mình thấy rõ ràng cái hơi thở này đâu phải là của mình đâu.
Mình đang vay mượn không khí kia mà. Và mỗi ngày mình còn vay mượn cái gì nữa? Nào là đất, nào là nước, nào là năng lượng mặt trời, nhiều lắm. Mà những cái đó nó chỉ làm ra cái thể chất thôi. Còn tinh thần của mình là mình nương nhờ trên cái nền văn hóa, trên nền đạo đức, trên tôn giáo, trên tình người với nhau. Thành ra mình không chỉ là cái hình hài này, mà mình còn có cả những hình hài sống chung quanh mình nữa. Thì vậy cho nên cái hạnh phúc của mình hay cái khổ đau của mình nó có cái tính chất tương tác với những cái điều kiện chung quanh. Thành ra muốn có hạnh phúc thì không chỉ nuôi dưỡng chính cái cá thể mình không, mà mình còn phải nuôi dưỡng những cái cá thể xung quanh. Tại vì những cái cá thể xung quanh chính là một phần của con người của mình. Cái đó được gọi là pháp thân của mình. Tiếng Anh là embody, là Dharmakaya, tiếng Ấn Độ. Tức là những cái phần thân khác nó có tương tác với mình. Nó có ảnh hưởng trực tiếp hoặc là gián tiếp, hoặc là gần hoặc là xa. Có khi những cái nỗi khổ niềm đau của người khác, những cái sự khó chịu, những cái hận thù của người khác là một phần của đời sống của mình. Tại vì khi những năng lượng xấu đó nó kích hoạt vào con người của mình, nó tấn công, thì con người mình sẽ tiết ra những chất để tự vệ. Mà nếu những cái chất đó nó có sự soi sáng của chánh niệm thì những cái chất đó là những cái chất của từ bi. Tức là nó làm cho cái năng lực chịu đựng trong người mình nó trào ra để nó đón nhận cái hoàn cảnh đó. Còn nếu mà không có những cái nghịch cảnh, không có những cái điều bất như ý, không có những người khó chịu đó, thì mình sẽ không có bao giờ có một cơ hội để mời hết cái lực tiềm tàng nó có trong con người mình ra để ứng phó. Và cái tình thương bao la của mình không bao giờ đạt tới được. Cho nên một người sống sâu sắc và có hiểu biết, thỉnh thoảng người ta quay lại cảm ơn cuộc đời đã làm cho tôi khổ. Cảm ơn những người đã từng làm cho tôi khổ. Tại vì nếu không có những người đó, tôi không thể nào trưởng thành được. Nhưng mà trong cái bản năng của con người nó cũng ngộ lắm. Nó cứ thúc đẩy mình đi tìm những cái cảm giác dễ chịu, những cái cảm xúc tốt, những cái pleasant. Thí dụ như sự thành công. Ai cũng muốn thành công hết. Phải không? Làm việc gì thì cũng mong có sự thành công. Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra đó, thành công về cái gì? Trong cái thời buổi kinh tế đảo điên cái kiểu này, nhiều người mất mất việc, nhiều công ty bị phá sản và đóng cửa, thì không có ai dám hỏi ai dạo này làm ăn có thành công hay không. Cái câu đó là một cái câu rất là kiêng kỵ, người ta né đi. Nhưng mà chúng ta vẫn thường quan niệm thành công, hãy hỏi thành công cái nghĩ ngay tới cái công ăn việc làm của mình, phải không? Chứ đâu nghĩ cái khác. Trong khi thành công, bản chất của nó phải có cái đối tượng của nó. Thành công là cái gì? Chứ đâu phải hễ công ăn việc làm thành công là cuộc đời mình thành công đâu. Có nhiều người công ăn việc làm rất là thành công, có thu nhập rất là cao, có đông khách hàng, mua được nhà, mua được xe đời mới, tiện nghi trong nhà rất là đầy đủ, và càng làm ăn thành công thì càng được người khác kính trọng, có một vị trí xứng đáng ở trong xã hội. Nhưng mà hạnh phúc gia đình lại đổ vỡ, tại vì để đổi lấy cái sự thành công đó thì mình không có thời gian cho những người thân của mình cho khách hàng hết rồi. Gặp khách hàng là cười tươi như hoa, về tới nhà là còn sức đâu nữa mà cười, mà biểu ta cười. Thì người thương hỏi tại sao không thể cười với tôi được, thì nó trời ơi thì tôi đổi nụ cười, tôi đem tiền về đó, đồ ăn đầy đó, ăn đi, thấy nụ cười của tôi được không. Và rồi những cái tiện nghi mình có được, những tiện nghi vật chất mình chất đầy nhà nhưng mình không có hưởng.
Bây giờ mình ra ngoài đường mình thấy ai đi ngoài đường cũng ngẩn ngơ, đi mà không biết mình đang đi đâu, lái xe lạc vào exit này lạc exit nọ, đi trên phố đi bộ vậy đó, nhưng mà cũng không biết là ai mới vừa lướt ngang qua mình, không có thèm để ý, lên xe bus ngồi chung hàng giờ vậy đó, chứ không có ai dám bắt chuyện hỏi ai hết. Cái đó là một cái cảnh tượng rất là ngộ giữa cái thế hệ bây giờ, giữa con người với nhau không có biết nói chuyện, tại vì người ta sợ mất năng lượng, tại cái đầu người ta phải nghĩ cái gì nó thực dụng, nó có tiền, nghĩ tới business của mình chứ rảnh đâu hỏi thăm chuyện người khác. Và khi vào trong công ty cũng vậy, hỏi có khỏe không, người ta chưa kịp trả lời là mình đã đi mất tiêu rồi, hỏi chơi vậy thôi chứ còn không có cần quan tâm có khỏe hay là không khỏe. Và nếu mà hỏi lúc này làm ăn làm sao thì càng chết nữa, càng không muốn trả lời, mình sợ người khác biết về cái sự thật, về cái business của mình, về cái công ăn việc làm của mình. Cho nên chúng ta đang làm cái gì đó, chứ không phải chúng ta là một cái thực thể sống động và linh thiêng. Một con người thì không phải như vậy. Mà con người là phải biết nói, biết hiểu, biết lắng nghe, biết cảm thông, biết thành thật với nhau, biết đối xử tử tế với nhau. Thành ra có nhiều người thành công về công ăn việc làm nhưng mà gia đình không hề thành công một chút nào, thì cái đó có gọi là thành công hay không? Cũng như những người trẻ đang bắt đầu yêu, đang yêu, coi tình yêu của mình là nhất ở trên đời, cho nên ai nói cái gì là cũng gạt phăng ra hết, thấy mọi thứ đều là vô nghĩa. Cha mẹ nói cũng không được, bạn bè nói cũng không nghe, bỏ bê công việc làm để mà yêu mà. Thì mình nghĩ rằng mình phải đem hết cái tài năng của mình ra, có bao nhiêu chiêu dùng hết để thu phục được người này. Và khi thu phục được rồi thì nhìn lại là con người mình xuống cấp trầm trọng. Tại vì cái thời gian yêu mình không có ăn uống đàng hoàng tử tế, không có sinh hoạt theo thời khóa, làm việc cũng không có phẩm chất. Và mình tập cho mình những cái năng lượng xấu như là giận hờn, ghen tị, ích kỷ, nhỏ mọn từ khi yêu. Vậy thì có gọi là thành công hay không? Mình thu phục rồi đó, nhưng mà có nắm giữ được hay không? Và cho dù cái đó được gọi là thành công đi chăng nữa, thì đứng về mặt chinh phục người khác thì thành công, nhưng mà với bản thân mình thì thất bại thê thảm. Cho nên khi nói thành công thì mình phải hỏi vặn lại, anh muốn hỏi thành công về cái gì? Hoặc là anh nói anh thành công thì anh thành công về cái gì? Chứ đâu phải tất cả mọi thứ anh đều thành công. Vậy thì cuộc sống của chúng ta nó có nhiều cái nhu cầu. Được chia làm từ thấp cho tới cao. Có những nhu cầu có cũng được, không có cũng được. Có những nhu cầu nó chỉ đem tới cái emotion, cái sự thỏa mãn trong thời gian rất là ngắn, rồi nó lại vỡ tan. Có những cái nhu cầu khi mình được nó rồi mình phải trả một cái giá rất là đắt. Rồi có những cái nhu cầu nó thật sự là chính đáng, căn bản cần thiết của con người. Có những cái nhu cầu không thể thiếu được của con người. Cho nên người ta mới nói là khi bạn sống bạn phải có hai cái lý do để bạn tranh đấu, để bạn đi tới. Thứ nhất là phương tiện, thứ hai là mục đích. Có những cái thứ đem lại cái sự tồn tại của bạn nó ở vị trí cấp thấp, như là những tiện nghi vật chất, hay đem lại cho bạn những cái cảm giác an vui như là danh dự, sự kính trọng, thì cái đó nó cũng là một vài cái nhu cầu cần thiết. Nhưng bạn nghĩ kỹ đi, bạn chỉ cần nó rất ít thôi, về cơ sở vật chất cần ít thôi, và về cái sự công nhận của người khác cũng cần ít thôi. Mà nếu mà bạn dùng nó quá nhiều thì cái năng lượng của bạn sẽ dồn hết cho nó rồi, thì bạn đâu còn sức nữa mà để mà tranh đấu, để mà nuôi dưỡng cho những cái thứ nhu cầu cao cấp mà căn bản, mà thiết yếu, mà không thể thiếu của con người. Cái gì được gọi là căn bản?
Một con người là cần phải được nghỉ ngơi, phải không? Mà bạn có biết nghỉ ngơi không? Không hề biết nghỉ ngơi. Bạn nằm đó chứ bạn có nghỉ được đâu. Bạn ngồi đó chứ bạn có ngồi yên đâu. Bạn ăn cơm đó chứ bạn có ăn được đâu. Bạn ngồi bên người thương đó mà bạn có hưởng được đâu. Bạn đi trong một cái nắng buổi chiều rất là đẹp, bạn có thấy nó màu nhiệm đâu. Tại vì tâm trí của bạn nó bị những cái phương tiện tầm thường nó kéo đi rồi, những cái thỏa mãn tầm thường mà bạn không biết. Bạn cứ để nó kéo đi một cách vô tội vạ. Thành ra bạn đang sống giữa một cái thiên đường như vậy mà bạn không hề hay biết. Giống như mình nghe những đứa trẻ nó giỡn, nó cười khúc kha khúc khích, mình ngồi rầu thúi ruột mà nghe tiếng nó cười, mình thèm, trời phải mình thành nít nó sướng quá ha. Vô tư. Mình thấy mấy đứa con nít như là đang sống trong một cái thiên đường vậy đó. Nhưng mà liệu những đứa con nít đó nó có biết nó đang sống trong thiên đường hay không? Không. Chỉ khi nào nó lớn lên, đánh mất cái thiên đường tuổi thơ thì nó mới biết. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng đang có những cái thiên đường của mình. Nhưng mà tại vì mình bị kẹt vào những cái nhu cầu này nọ, không có cần thiết, không có xứng đáng mà không đủ can đảm để mà cắt bớt hoặc là không nhìn ra luôn. Cho nên là đang sống giữa thiên đường mà cứ đổ thừa đang sống trong hỏa ngục. Người ta thấy mình, người ta ngưỡng mộ gần chết. Thấy mình có đủ những điều kiện như vậy. Còn mình thì than trời trách đất, tại vì mình so sánh với những người có những điều kiện cao hơn. Vì vậy cho nên là khi cái thiên đường đó sụp đổ, khi công ăn việc làm nó thất bại, một ngày nào đó không còn cái đôi chân khỏe mạnh để mà đi bộ trong rừng, không còn đôi mắt để mà nhìn thấy trời xanh mây trắng, không còn một cơ hội để ngồi bên những cái người thân yêu để mà trò chuyện, để mà chia sẻ cảm thông, thì lúc đó mới biết rằng mình đã từng có cái thiên đường. Đó là điều kiện rất là con người. Như là ai là con người cũng phải bị cái chuyện đó hết. Cho nên chúng ta nếu mà muốn thành công là thành công những cái cao cấp kìa. Còn những cái tầm thường thì đừng có thèm. Những cái tầm thường mà nó lấy hết thời gian, lấy hết năng lực rồi. Mình làm nhiều khi 5 năm, 10 năm chỉ để có một chuyện thôi. Để cái người đó phải lé mắt nhìn mình. Lé con mắt đó. Tức là quá nể. Chỉ có vậy thôi. Mà mình phải bỏ ra 5 năm, 10 năm cho người đó biết tay. Thấy nó có phí ghê không? Mà người ta lé con mắt nhìn mình thì cũng 5 phút thôi. Rồi sau đó người ta cũng nhìn hai con mắt trở lại. Còn hai con mắt khóc người một con. Các vị biết không, các nhà phân tâm học họ thống kê là hơn 70% người trẻ bây giờ không có chịu ra trường. Họ học đại học họ không chịu ra. Học thêm một đại học khác để lấy một cái bằng nữa. Rồi lên tới Master. Rồi lên tới PhD. Rồi cũng kiếm cái gì đó học. Các vị biết tại sao không? Họ không dám ra đời. Họ sợ. Sợ không được xin được những cái việc làm xứng với cái công sức họ đã bỏ ra, với cái bằng cấp của họ. Họ sợ là họ không có làm việc tốt được với những cái công ty danh tiếng. Họ sợ rằng cái tài năng của họ không được sử dụng xứng đáng. Họ sợ nhiều thứ lắm. Nhưng mà trong khi đó các nhà phân tâm học mới mới nói rằng những cái gì mình học được ở trong nhà trường, trong sách vở, từ lý thuyết đó, nó chỉ chiếm 25% thôi. Còn 75% cái kinh nghiệm, cái kiến thức mà mình cần ở trong cuộc sống đó, phải là do trải trải nghiệm mà ra. Có nghĩa là một người mà có thể sống bình thường vững vàng được đó, là phải lăn vào cuộc đời để mà trải nghiệm thì mới tìm ra cái nẻo sống, chứ không phải là trong sách vở. Nhưng mà bây giờ xu hướng của những người trẻ là cứ tiếp tục nhồi nặng kiến thức cho mình để mình thấy rằng mình trang bị như thế mình mới đủ đi vào trong cuộc đời. Nhưng mà những người này họ không biết xếp một bộ đồ. Họ không biết nói làm sao cho người khác hiểu ý của mình. Họ không biết mở lời cảm ơn hay xin lỗi khi cần thiết. Họ không biết lắng nghe người khác. Họ không biết hiểu người khác. Họ không biết làm sao để có thể làm chủ được cái cảm xúc giận hờn hay là ghen tức của mình. Mà tất cả những cái kỹ năng này là căn bản của một con người muốn có hạnh phúc. Họ rất là yếu kém. Nhưng mà họ lại có bằng cấp. Họ có địa vị trong xã hội.
Cho nên những cái tầm thường thì mình quá giỏi, còn những cái đáng để mà mình phải có thì mình quá dở. Có gọi là thành công hay không? Cho nên khi người ta hỏi thành công, mình đừng có run khi mình đang mất job hay là công ty làm ăn thất bại. Mình cứ nói thẳng họ tôi đang rất là thành công. Tại vì tôi rất là bình tĩnh, tôi đang rất là vững. Tôi vẫn có thể ăn rất là ngon, ngủ rất là yên và cười được với người thương của mình và sống chan hòa với người thương của mình. Còn cái business của tôi chỉ là một phần rất là nhỏ, nó đang thất bại thôi. Cho nên tôi tự hào về những cái thành công mà tôi đang có. Còn cái thất bại kia nó chẳng là gì cả. Nó chỉ là một phần của cuộc sống, một phần rất là nhỏ, không có đáng để mà tôi mất năng lượng cho nó. Vì vậy cho nên một ngày 24 tiếng đồng hồ, mình nên nhìn lại coi mình đang đầu tư cho cái phương tiện hay là cho cái mục đích. Mục đích chúng ta có mặt trong cuộc đời này là gì? Là để sống một đời sống của một con người như đúng cái sự sắp đặt của vũ trụ. Là gì? Sống thảnh thơi, sống bình an, sống hạnh phúc và yêu thương. Chứ không phải để trở thành cái này cái nọ. Và tôi cũng không có ý trở thành một thầy tu để trở thành một cái người giảng dạy người khác hay là la rầy người khác. Tôi chỉ muốn trở thành một con người sống được, hòa điệu được với vũ trụ trời đất này một cách an vui thoải mái. Mà cái gì mà nó lấy đi cái sự tự do đó của tôi thì tôi từ chối. Các vị có từ chối nổi hay không? Trong khi những cái thứ nó rất là hấp dẫn, nó đang chờ bạn, nó kề cận bên bạn, nó muốn bạn bắt tay với nó để nó sẵn sàng kéo bạn ra khỏi thực tại, kéo bạn ra khỏi đời sống của bạn. Mình chỉ quen một người thôi, và kể từ cái ngày hôm ấy, cái ngày mà sét đánh đó đó, là mình không còn đứng được nữa. Fall in love, ăn không có được, ngủ không có được, nói chuyện không có được, làm việc không có được, quay cuồng quay cuồng. Gì kỳ, đáng lẽ ra mình quen một người nữa thì mình phải mạnh hơn, phải không? Mạnh hơn một người chứ. Hai người đi phải mạnh hơn một người đang đi chứ. Hai người làm thì nó phải mạnh hơn một người đang làm. Hai người sống chung phải ấm hơn một người sống chứ, phải không? Nhưng mà đằng này thêm một người nữa là mình rớt xuống rất thê thảm luôn. Chỉ khi nào người đó vứt áo ra đi mình mới thở phào nhẹ nhõm, là bây giờ mới bắt đầu sống trở lại đó. Nhưng mà sống chưa được bao lâu rồi lại tuyên chiến tiếp. Cho nên những cái thành công như là công ăn việc làm hay là chinh phục người khác hay là danh dự trong cuộc đời, tuy nó có thể đem lại cho mình những cái lạc thọ, những cái blessing, những cái cảm giác tốt thì mình cũng đón nhận chứ mình không có từ chối, nhưng mình xếp nó vào một cái ngăn khác. Mình biết cái ngăn này nó có thể thay đổi bất kỳ lúc nào đó, xếp vào cái ngăn tạm thôi. Cái ngăn này không có cần chìa khóa. Rồi mình dành thời gian năng lực để mình phát triển những cái thành công khác, như là ít nhất là mình phải biết nghỉ ngơi. Mình muốn nghỉ ngơi là mình nghỉ ngơi được hả? Rất là thành công. Mình ngủ muốn ngủ một giấc rất là ngon là ngủ được, rất rất là thành công. Mình muốn nói chuyện với người đó để người đó hiểu mình nói là người đó hiểu mình ngay thôi, rất là thành công. Mình muốn người đó thương mình hay mình thương người đó làm rất là dễ, rất là thành công. Bỏ vào một ngăn nữa, cái ngăn này có chìa khóa khóa lại, giữ gìn cho kỹ nha. Cái này nó nhọc công lắm mới làm được. Còn cái mấy cái ngăn kia có tài năng thông minh chút là làm được thôi. Và cái ngăn thứ hai này đó, nó nuôi mình lâu bền hơn, đó là với mình lâu hơn. Nhưng mà có một cái ngăn thứ ba nè, cái ngăn này phải dùng chìa khóa số khóa, cất cho nó kỹ. Có nghĩa là mình làm chủ được chính mình. Cái ngăn này là không bị điều kiện hóa, tức là không có vay mượn những điều kiện bên ngoài. Không cần người đó, mình vẫn có thể ăn cơm ngon, vẫn có thể uống chén trà rất là ngon, ngồi một mình rất là yên, không có nhu cầu để mà bắt người kia phải ngồi bên mình mới có thể sống được. Thì cái thứ này mà mình làm được đó, rất là bền. Thành công được cái này rồi là sẽ thành công tất cả những thứ khác. Khi một cơn giận nổi lên, mình
tháo được cái guồng máy của nó, hiểu, phân tích hiểu và không để nó thao túng hành hạ mình hay là phát sinh ra lời nói và hành động, đưa cái cơn giận đó đi, chuyển hóa được nó. Rồi những cái tâm ích kỷ, tâm ghen hờn hay là tâm so đo tính toán, mỗi lần nó phát hiện lên trên bề mặt ý thức, mình nhìn thấy nó, quan sát nó bằng một thái độ không thái độ. Thái độ không thái độ là gì? Nghĩa là không có thái độ tham cầu hay là chống đối trong khi quan sát nó. Bạn thành công được cái này là bạn có thể thành công tất cả mọi thứ trong đời sống. Mà khi bạn đạt tới cái đỉnh cao này rồi thì bạn cũng chẳng cần thành công những thứ kia để làm cái gì. Tại vì khi mà đạt được cái mà tuyệt đỉnh rồi đó thì đâu ai rảnh thời gian đâu mà đi đạt những cái tầm thường hơn. Nghĩa là khi mà có được đô la lớn rồi không ai lụm bạc cắt hết. Và lúc đó sẽ đi vào trong cuộc đời này một cách rất là tự tại, thoải mái. Khi mà đạt được cái đỉnh cao đó rồi thì những cái thành bại từ cái công ty, từ những cái liên hệ tình cảm, từ những cái sự ngưỡng mộ yêu thích, từ danh dự, từ cái sự xúc phạm tấn công của người khác, cái đó mình không có gọi là thất bại, mình cũng chẳng thèm gọi là thành công. Nó là một cái gì đó có cũng được, không có thì cũng không sao, có cho vui thôi. Thành ra là mình vẫn tiếp tục đi vào trong cuộc đời với một thái độ là có làm chơi cho vui thôi, chứ không có quá khẩn thiết nữa. Mà để làm được điều đó thì các bạn phải có được cái thành công từ nơi chính mình. Còn nếu mà mình không thành công từ chính mình, tức là mình không có chuyển hóa được cái phiền não của mình, cái tâm tham sân si mình vẫn còn, tâm tham cầu và tâm chống đối mình còn, thì cho dù mình thành công bao nhiêu thứ, vinh hiển người ta ngưỡng mộ vì mình, nhưng mà mình vẫn không thấy hạnh phúc, tại vì không thỏa mãn. Cũng thỏa mãn được vài tháng rồi lại mong cầu những cái khác. Có những người mình thấy họ rất là thành công, ăn nên làm ra, gia đình đầm ấm, nhưng mà họ không có hạnh phúc được, tại vì cái chính nó ở trong lòng của họ, những cái bực bội, những cái khó chịu, những cái đòi hỏi, những cái sân hận nó bao trùm hết con người họ rồi. Thành ra nhìn lên những cái điều kiện được gọi là hạnh phúc mà mình không thấy nó là điều kiện của hạnh phúc, đó là một sự thật. Các bạn nhìn kỹ lại mình đi, hôm nào mà mình bực bội, mình khó chịu, mình giận hờn là mình nhìn cuộc đời lên một cái màu rất là khác, mình nhìn cái mặt người kia ra một cái màu rất là khác, và mình cứ đổ thừa tại họ khó chịu, tại họ kiếm chuyện với mình thôi, là cuộc đời này thì có quá nhiều cái điều phiền toái, mà chính cái phiền não của mình nó cho mình một cái nhận thức khác. Và khi cái phiền não nó tan biến rồi thì mình nhìn nó dưới cái sự soi sáng của mặt trời chánh niệm, thấy rất là rõ, thì mình phát hiện ra một điều rằng mình đã sai lầm. Cho nên cái hoàn cảnh nó có biến động, nó có nhiễu nhương, thì như tôi nói là nó chiếm 10% thôi. Còn 90% còn lại là do cái nhận thức và cái thái độ phản ứng của mình. Kẹt xe thì chỉ có 10% thôi, nhưng bực bội khó chịu là 90% của mình, phải không? Thất hứa chỉ có 10% thôi. Và mình đau khổ, mình nghi ngờ người này không có kính trọng mình là tới 90%. Thành ra cái khổ đau, cái suffering đó, 90% thuộc về ta, chứ chẳng phải là tại người kia hay là hoàn cảnh. Mình chấp nhận được cái lý thuyết đó, cái chân lý đó, và mình đã đỡ khổ rồi. Còn để đạt được nó thì phải cần thời gian, công phu. Chúng ta có bài thi kệ, trong 100 bài thi kệ là: núi muôn đời vững chãi, mặt tuyết phủ sương giăng, ta đã tìm thế đứng hay vẫn còn lăng xăng.
Nó giống cái ý trong cái bài hát Giọt Lệ Thiên Thu của Trịnh Công Sơn: núi đứng quanh năm, đất muôn đời nằm, riêng ta rộn ràng. Đứng giữa thiên nhiên, thân ta nặng nặng, thân chim nhẹ nhàng. Núi thì có cái thế đứng của núi rồi đó, núi đâu có cái thế nào khác đâu, một thế một thôi. Đất cũng có thế nằm của đất rồi. Một thế một thôi. Còn mình thế nào? Mình chưa biết mình phải làm cái gì nữa. Chưa chọn được con đường. Thay đổi lung tung. Nay chạy đầu này, mai chạy đầu kia. Núi muôn đời vững chãi, mặt tuyết phủ sương giăng. Khi mình vững chãi rồi thì tuyết có phủ sương có giăng, núi cũng chẳng có sao hết. Còn mình chưa có vững chãi cho nên là hoàn cảnh mới thay đổi chút xíu là mình đã biến động, mình đã cuống cuồng lên rồi. Ta đã tìm thế đứng, tức là định vị được mình trong cuộc sống này. Chứ bây giờ thấy người ta muốn gì mình cũng muốn theo mà. Mà cái sức mình nó khác với sức của người ta. Tài năng của mình khác với tài năng của người ta. Mà cái gì cũng muốn hết. Mình hiểu được mình chưa? Và mình có một cái muốn nó vừa với cái sức của mình chưa? Chứ giàu thì ai không muốn giàu, phải không? Đối tượng thương yêu mình tuyệt vời, đẹp đẽ, dễ thương, ai không muốn, phải không? Nhà cao cửa rộng, người khác kính trọng, ai mà không muốn. Nhưng mà mình phải biết cái sức mình cỡ nào, nếu mình có nó đó thì phải trả một cái giá như vậy, mình chịu không? Cái giá là không sống được và chẳng biết sống là gì, trở thành một cỗ máy vô tri, mình chịu không? Cho nên giờ phút này mà mình cũng biết mình muốn cái gì nữa thôi, có nghĩa là vẫn còn lăng xăng. Cho nên Trịnh Công Sơn mới nói là đứng giữa thiên nhiên, công bằng mà nói thì con người nặng nghiệp hơn con chim. Con chim nó bắt vài con sâu nó ăn thôi, vài con trùng thôi, nhưng mà nó có thể ca hót véo von. Nhưng mà nó cũng có thể đóng góp vào phần hoa màu cho con người. Chim không có làm gì to tát lắm, nhưng mà nó cũng không làm gì xấu xa lắm. Thành ra nó nhẹ nhàng hơn con người. Còn con người thông minh, tại nhiên nó có tu nữa. Nhưng mà mình tính ra thử coi, những cái tham vọng, những cái ý đồ, những cái chất độc mà mình tràn ra từ những cái tham vọng ý đồ đó, nó nhiều không biết chứa đâu cho hết. Mà nếu cả cái trái đất này đều đều làm như thế thì các vị biết chúng ta đang sống trong một cái năng lượng như thế nào. Nếu như cái sự thành công nó có thể đem lại một cái cảm giác rất là dễ chịu. Thí dụ mình ở đây mình nói chuyện với một người nào mà người đó tâm phục khẩu phục mình này, mình gọi là mình thành công, phải không? Hay bữa nay mình hát một bài mà ai cũng vỗ tay hết là thành công. Hay mình cắm bình hoa ai cũng khen hết là thành công. Hay là bữa nay mình gặp khách hàng và khách hàng đồng ý ký hợp đồng với mình thì mình gọi là thành công. Mấy cái đó nó đem lại một cái pleasant, phải không? Dễ chịu. Ngày hôm đó là hoan hỷ vô cùng, muốn gì cũng chịu hết. Thì cái thất bại nó đưa lại một cảm giác ngược lại, unpleasant, unpleasant, hay là một cái khổ thọ. Đâu ai thích mình bị thất bại. Thất bại không chỉ hao tốn tài sản, hao tốn năng lượng, mà mất luôn cái ý chí và niềm hy vọng nữa. Nói chung là thất bại nó đưa tới một cái cảm giác rất là xấu. Cho nên không có ai thích nó. Có nhiều người rất là sợ thất bại. Ghét cay, ghét đắng cái sự thất bại. Tại vì họ nghĩ rằng với cái tài năng như thế, với cái bản lĩnh như thế thì phải thành công chứ làm sao thất bại được. Họ đã tính rất là kỹ rồi. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng thất bại. Và họ mất cân đối, mất mất phương hướng và ngã quỵ luôn khi đối diện với cái sự thật là mình cũng bị thất bại như thường. Nó khác với cái người họ chuẩn bị tinh thần sẵn là mình có thể thành công hoặc là mình cũng có thể thất bại. Nó khác với cái người luôn luôn sẵn sàng
đương đầu với cái sự thất bại, tại vì nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Bởi vì chúng ta biết rằng một cái sự thành công nó phải đứng trên nhiều yếu tố. Chúng ta thường nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời tức là gì? Những điều kiện thuận lợi từ năng lượng của vũ trụ. Rồi điều kiện thời tiết, điều kiện khí hậu nó cũng ảnh hưởng, như tuyết cũng ngập tới đầu gối là coi như nghĩ làm ăn rồi phải không? Không có đến với nhau được, nó cũng ảnh hưởng ha. Địa lợi là những cái điều kiện văn hóa, chính trị, xã hội trên xảy ra trên cái mặt đất này nè. À, kinh tế Mỹ có gì thì mình cũng bị ảnh hưởng. Chính trị Mỹ có chuyện gì mình cũng ảnh hưởng, mà chính trị nền an ninh của cả thế giới xảy ra cái gì mình cũng bị ảnh hưởng. Và nhân hòa tức là những người sống chung quanh mình họ ủng hộ mình để mình làm cái chuyện đó. Họ không có chống phá mình. Mà cái nhân hòa đấy nó còn sâu sắc hơn nữa là những cái điều kiện trong con người mình để đưa tới sự thành công nó phải hợp lý, có nghĩa là không có quá tham lam, không có quá nôn nóng, không có quá vội vàng, không có quá độc tài chẳng hạn. Không biết, cái này không ai biết được hết. Nhưng ít ai xét tới những cái điều kiện này lắm. Nhiều khi mình thất bại là tại vì mình quá tham, hay là tại vì mình quá nôn nóng, hay là tại vì mình quá vội vàng, hay tại vì mình thiếu sự kiên nhẫn, hay tại vì mình đã nổi giận cho nên đã thất bại, cũng không chừng. Thấy không? Tức là chỉ cần mà đi trễ 15 phút là hết ký hợp đồng được thôi. Sự thất bại nó xảy ra dễ dàng, nhưng mà chỉ cần mất uy tín 2 lần là người đó từ chối mình luôn. Chỉ cần mình nói sai sự thật 1 lần là họ sẽ không bao giờ dám làm ăn chung với mình nữa. Mình thấy không? Cho nên có rất rất nhiều điều kiện. Mình tới interview mà mặc đồ xốc xếch kiểu này mà đi trễ 5 phút thì đậu hay là rớt. Cho nên một cái sự thành công nó phải đứng trên rất rất nhiều điều kiện. Mình đừng có tưởng là cái thành công bao giờ nó cũng nằm trong cái tay của mình. Vậy thì sự thất bại là cái chuyện nó luôn luôn phải xảy ra. Có điều mình phải hiểu rằng thật ra cái chữ thất bại nó làm cho mình hiểu lầm. Khi mình thất bại là nghĩa là mình không còn một cái gì nữa hết. Nó không phải. Những cái gì mình đã tạo dựng nó vẫn còn đó. Từ kiến thức, kinh nghiệm tích lũy tới cái kỹ năng mình đã luyện tập và những cái điều kiện thuận lợi mình gom lại nó vẫn còn đó, nhưng mà nó chưa hợp lý để cho sự thành công nó xảy ra. Chưa hợp lý đây có nghĩa là có thể nó dư, nó có thể là thiếu. Có nhiều khi mình làm nhiều hơn điều kiện để đưa tới sự thành công. Có nhiều khi mình làm ít hơn những điều kiện đó. Thành ra nó gọi là không hợp lý để cái sự thành công nó xảy ra. Thì mình phải nhìn lại, lấy bớt ra hoặc là thêm vào để cho sự thành công nó xảy ra. Chứ đâu cần phải khóc hu hu lên, đâu cần phải buồn tủi tuyệt vọng. Tại vì những điều kiện thành công nó vẫn đang trên đường đi tới. Cái vấn đề ở cái chỗ là mình còn đủ bình tĩnh để mình nhìn coi cái điều kiện thành công nó thiếu tới cái mức nào, hay là nó thiếu quá nhiều để mình cần nghỉ ngơi một cách hợp lý. Nhưng mà bản năng của con người không có thích nghỉ ngơi trong tình trạng thất bại. Thành công thì mới đi vacation chứ. Chứ ai thất bại mà đi vacation phải không? Nhưng mà thất bại thì có thể đến thiền đường tu tập được. Có một điều tôi muốn chia sẻ với các vị. Tôi đã nói cái điều này 1 2 lần ở trong những bài pháp thoại trước mà tôi vẫn tâm đắc nó lắm. Tại vì nó là kinh nghiệm của tôi mà. Nghĩa là tôi đã từng đi ngang qua cái thái độ này. Thái độ là khi thất bại, mình hay muốn bám víu vào một cái gì đó. Khi mình làm hư một cái công việc gì, mình muốn gây dựng trở lại ngay lập tức. Khi mình mất một việc làm là mình phải lập tức đi kiếm việc làm cả. Khi mình bị một người tình phụ rồi, lập tức đi kiếm một người tình khác liền. Thực ra trên thực tế mình không có nhu cầu đó liền đâu, mình vẫn còn tiền để xài vài tháng, mình vẫn còn có thể sống mà không cần người yêu chăm sóc mình vài tháng. Nhưng mà mình không chịu đựng được cái cảm giác bị thất bại, một cái thứ cảm giác cực kỳ xấu. Cái xấu ở đây thứ nhất là do mình tưởng tượng, mình đánh giá sai lầm về cái mức độ thất bại thảm hại của mình, tự mình tưởng ra thôi, chứ trên thực tế nó không có đến nỗi như mình nghĩ. Mà để mắc cỡ với chính mình thì nó ít,
mà mắc cỡ với mọi người thì nhiều hơn. Có nghĩa là mình bị cái danh dự nó giết mình chết. Mình phải tốn một cái năng lượng rất là lớn để thu dọn những cái tàn dư sau cái sự thất bại rồi, mà còn phải tốn một nguồn năng lượng khổng lồ để đối phó với người khác. Giờ mất job rồi, giờ phải trả lời sao đây khi ta hỏi? Giờ công ty nó thất bại rồi, giờ phải tính làm sao để mà gặp những người thân? Bây giờ gia đình ly tán, bị ly dị rồi. Bây giờ làm sao để đối phó với họ hàng, với bạn bè đây? Cái chuyện mà cái thất bại nó đã lấy đi một phần năng lượng quá lớn của mình rồi. Sắp xếp nó là cũng đủ chết, mà còn phải đối phó với những người xung quanh. Và chính cái thái độ này nó nhấn con thuyền của mình chìm xuống. Có nhiều người khi bị tình phụ rồi kiếm ngay người khác để mà làm cái bình phong để cho người ta đừng có thấy mình thất bại. Thì cái người thứ hai này là nạn nhân. Người thứ hai không phải là người trong mộng của người kia, không phải là ý trung nhân, chỉ là mượn đỡ thôi. Mà người kia rất là ngây thơ, tưởng là mình được thương yêu thiệt, chẳng qua là cho mượn xài đỡ thôi. Nó thấy lớn tuổi như vậy mà chưa có người yêu, chưa lấy được ai, thành ra cũng ngại, thành ra gặp bạn bè cũ hay là ba mẹ tới thăm mà phải mượn một người tới để mà giới thiệu cho đỡ quê. Cái chuyện này nó đốt mình không biết bao nhiêu năng lượng. Mình nói cuộc đời này nó đen bạc hay là nó cay nghiệt, nó quật ngã mình không có đâu. Cho dù người ta cười khinh khỉnh vào mặt mình về cái sự thất bại thảm hại của mình, nhưng cái cảm giác đó nó không có giết mình chết. Các bạn nghĩ kỹ đi, chẳng có ai giết mình chết được cả. Nhưng mà chính mình mới giết mình chết, tại mình nghĩ rằng đó là một điều rất là xấu hổ. Tự mình tưởng ra rằng người ta sẽ chẳng còn kính trọng mình nữa, thì mình còn cái chỗ nào để mình sống? Cho nên mình đã làm rối lên hết, lung tung hết, để mà đối phó cái này, để mà chắp vá chỗ nọ, để mà che đậy chỗ kia, hết năng lượng để mà sống. Có phải vậy không? Không chấp nhận sự thất bại. Trong khi đó, thất bại là một cái điều kiện rất là cần thiết. Nó nằm trong con người của mình phải có cái cảm giác đó. Để làm chi? Thứ nhất á, là khi mình chấp nhận được cái cảm giác thất bại, là mình cảm giác chấp nhận một cái cảm giác rất là xấu. Nó làm cho cái sức chịu đựng mình rất là lớn. Mà một con người mà chưa từng đi ngang qua sự thất bại, nhất là các bạn trẻ mà thành công quá sớm, thì những người lớn, những người trải nghiệm, những người có đạo đức, người ta rất là sợ. Tại vì cái tên này mà chưa bị bầm dập trong thất bại rồi, rất là nghênh ngang, rất là kiêu ngạo, rất là chủ quan. Và khi những cái điều kiện thất bại nó nằm ở ngoài tầm tay của hắn, lật hắn một trận là chỉ có rớt xuống vực thẳm mà thôi. Cái thất bại đó có thể giết chết luôn, làm cho mình mất hết tương lai luôn. Thành ra các bạn trẻ đừng có sợ thất bại, mới thất bại một hai lần là đã bi quan, đã chán đời, thì muốn đi tu rồi. Và như tôi nói, khi mình thất bại thì cái bản năng sinh tồn mình, cái nguồn lực vĩ đại trong đó nó mới trào ra để nó ứng phó, để nó bảo vệ mình. Thì chính lúc đó cái nội lực mình nó mới vững vàng được. Cái người nào mà sống trong điều kiện thuận lợi, trong sự thành công nhiều chừng nào ở tuổi trẻ là nó càng yếu đuối như chừng ấy. Cái người được gọi là có nội lực và vững vàng là cái người luôn sống trong những cái unpleasant, những cái khổ thọ mà đứng được. Giống như cái cây mà mọc trên đá, mà mọc được rồi, cắm rễ được rồi thì không có phong ba bão táp nào sâu được hết. Và một cái cây mà mọc xanh tốt nhưng mà đứng trên cái đất tơi xốp thì coi chừng, dù cái gốc nó to cỡ nào cũng coi chừng. Thành ra các vị nuôi con đừng có bao giờ cung cấp nó quá nhiều những cái điều kiện thuận lợi. Cái cây nó tốt như vậy đó nhưng mà không có vững. Các vị phải lấy bớt những điều kiện thuận lợi của con mình ra. Mà mình không có can đảm được điều đó là mình có lỗi với con. Nó lớn lên trong một cái điều kiện rất là yếu đuối. Tại vì hồi nhỏ nó đâu có biết sắp xếp cuộc đời nó đâu. Mình sắp xếp hết. Nhưng mà vì mình sợ hãi quá, mình tưởng rằng thiếu cái này thiếu cái kia thì nó không có vững vàng được. Cái đó là wrong perception. Những người mà đi ngang qua những trận giông tố rồi, mà họ đứng được, các vị thấy không? Đôi chân họ vững vô cùng, mắt họ sáng vô cùng.
họ sống nghị lực vô cùng. Có nhiều người tội nghiệp bám víu ở ngoài đời chưa đã, đi vào trong chùa, ở trong tu viện, ở trong môi trường tâm linh bám tiếp, mong muốn phải trở thành một cái gì đó ở trong cái chốn tu hành, một cái người lãnh đạo, một cái người có uy tín, một cái người được người khác khen ngợi. Thấy thương lắm. Tôi thấy mấy người đó rất là thấy thương. Mà tôi cũng từng là nạn nhân như vậy, cho nên tôi biết. Mình đi tìm cái sự bám víu để mình thấy được cái sự tồn tại của mình, thấy được cái tôi của mình đã đang nằm ở đâu. Và cái điều đó đó, cái vết thương sau khi những thất bại mà cuộc đời chưa đủ healing, làm cho nó trị liệu cho nó lành, là mình đã bày ra một cái chiến dịch mới đầy tham vọng là tôi phải được cái này, tôi phải chứng cái kia, tôi phải đạt cái nọ trong con đường tâm linh. Với một cái tham vọng nó lớn như vậy thì nó cần bao nhiêu năng lượng để đốt cháy chứ. Cho nên là chưa tu gì cả mà đã hết năng lượng rồi. Mà càng tu là càng hết năng lượng. Tại vì toàn là tham vọng không, toàn là bám víu không, toàn là muốn không. Mà thật ra cái khởi khởi điểm của sự tu hành là chấm dứt cái muốn, nghỉ ngơi một cách trọn vẹn. Cho nên tôi nói giống như cục tuyết mà nó rơi từ trên đỉnh núi mà nó rơi xuống, mà nó bám vào những cái tuyết ở trên đoạn đường đi, thì cục tuyết đó càng ngày nó càng lớn, lớn dần thành một cái cục tuyết khổng lồ. Và khi rơi xuống tới chân núi rồi, nó có thể tàn phá bất cứ thứ gì đứng ở phía dưới. Cái đó người ta gọi là snowball effect, hiệu ứng quả cầu tuyết. Thì cái sự thất bại của mình như vậy đó. Thất bại thì cứ thất bại thôi. Bản thân của sự thất bại nó không có giết mình chết và không có đưa cuộc đời mình đi xuống. Nhưng chính thái độ mà bám víu vào cái này cái nọ, gấp gáp để mà cuốn chữa, vớt vát lấy cái tôi của mình, cái tôi yếu đuối của mình, chính thái độ đó đã giết mình chết. Những cái quyết định sau khi thất bại đều là lầm lẫn cả. Những đối tượng được chọn sau khi thất bại đều là oan ức cả. Mình không có thật sự đầu tư cho đối tượng đó. Cho nên thất bại là một phần tất yếu của cuộc sống. Ai mà sợ thất bại thì người đó không thể sống vững được. Cho nên hạnh phúc thay, ta đang thất bại. Và lo lắng thay, ta đang đứng giữa sự thành công, mà sự thành công này vay mượn từ bên ngoài. Những người nào mà đang thành công mà biết rằng sự thành công này nó không nằm trong cái sự kiểm soát của mình, không phải từ nơi mình, mà dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa ở bên ngoài, thì coi chừng nó sẽ tan biến như là mặt trời lên thì tuyết nó phải chảy ra. Cho nên thất bại thì đem tới một cái cảm giác rất là xấu, nhưng mà sau đó nó để lại một cảm giác rất là tốt, đó là cái sự vững chãi trong tâm hồn. Còn những cái thành công tuy nó có thể đem lại những cảm giác rất là tốt ban đầu, nhưng mà để lại những cái hậu quả rất là thảm hại. Cho nên thà thất bại những cái điều kiện bên ngoài, những công ăn việc làm, những cái ứng xử ở ngoài đời, nhưng mà thành công với chính mình, ta vẫn có thể tự hào và hạnh phúc. Giờ phút nào mà mình vẫn còn uống một chén trà rất là ngon, ngồi hàng giờ để nói chuyện với những người thân của mình và trải lòng ra với tất cả những người bạn mà không cần phải che đậy hay giấu giếm, và đi những bước đi rất là thảnh thơi, ngồi để mà ngắm trời xanh mây trắng, nhìn những chiếc lá vàng, giờ phút đó là bạn vẫn còn nắm được sự sống, bạn vẫn là một con người biết sống. Chung quanh ta có những người đi như là đi trong mộng, sleepwalking, thị du hay là mộng du, lái xe lủi đầu này lủi đầu nọ chứ không biết đi đâu, tạt hết exit này tới tạt exit kia, nói thì không biết nói cái gì, nói là lầm lỡ, đó là nói trật, nhìn con không nhìn thẳng được, nhìn bâng quơ, nhìn con mắt rất là phờ phạc. Cuộc đời nó đã tấn công ta, nó đã hủy diệt ta phải không, hay là chính ta? Cho nên cái thái độ của một người tu theo đạo Phật hay là thiền sinh không phải là tránh né cuộc đời, mà làm sao đi giữa cuộc đời đầy biến động này một cách bất động. Không phải là mình sợ thương yêu, mà mình thương yêu mà không có bị thương, mà không có bị vấn vương. Tôi rất ưa cái câu thiền ngữ này, các vị có thể ghi chép.
Phong lai sơ trúc, phong khứ nhi trúc bất lưu thinh. Nhạn quá hằng đàm, nhạn khứ nhi đàm vô lưu ảnh. Thì cố quân tử. Này có thể là thì cố hành giả hay là thì cố thiền giả cũng được. Thì cố thiền sinh. Sự lai nhi tâm thủy khởi, sự khứ nhi tâm tùy không. Phong lai sơ trúc, phong khứ nhi trúc bất lưu thinh. Gió thổi qua mình trúc. Thì khi mà gió thổi qua mình trúc thì trúc nó lao sao, nó ngã nghiêng. Phong lai sơ trúc. Nhưng mà khi mà gió đi rồi là phong khứ thì nhi trúc bất lưu thinh, thì trúc trở lại vị trí bình thường của nó, như là chưa từng có một cơn gió nào đi ngang qua cả. Người đi qua đời tôi, người đi rồi còn là một bãi chiến trường tan nát. Nhạn quá hằng đàm, nhạn khứ di đàm vô lưu ảnh. Con chim nhạn nó bay qua một cái hồ nước lạnh, hồ nước mùa thu, nước trong veo. Thì cái bóng chim nhạn nó in xuống mặt hồ, nhưng mà khi con chim nhạn nó bay qua rồi thì ở dưới mặt hồ đâu còn bóng con chim nhạn nữa đâu. Nhạn khứ nhi đàm vô lưu ảnh, mặt hồ đâu có giữ cái bóng con chim nhạn đâu. Thì cố quân tử, cho nên một cái người có hiểu biết, một cái người có bản lĩnh, một người anh hùng, một thiền sinh, một hành giả, một người muốn có một giá trị chiều sâu tâm hồn, thì sự lai nhi tâm thị khởi, sự khứ nhi tâm tùy không. Sự việc nó đến thì mình hết lòng tiếp xúc với nó, không có chạy trốn. Sự việc đi như là nó chưa từng đến, mình vẫn trở về vị trí bình thường như khi sự việc nó chưa tới. Hãy so sánh giữa hai cái tình trạng khi sự việc chưa đến và sự việc đã đi rồi, nó có khác nhau không? Tất nhiên nó có khác, tại bản chất là vô thường, nhưng mà cái khác này đứng trên cái sự vững chãi hơn, yên định hơn nữa, và sâu sắc hơn, chứ không phải là vẩn đục, là bệ rạc, là tan nát. Khi mình lãnh một công việc gì mà sau khi mình lãnh công việc đó xong thì mình không còn tự do, không còn bình yên, không còn hạnh phúc nữa, là sự dại dột của mình, tại mình không lường được sức của mình không dám say no để mình bảo vệ cái sự bình yên trong lòng của mình. Cuối cùng rồi, cái sự bình yên thảnh thơi trong lòng mình mới là cái ngăn tủ quan trọng nhất cuộc đời mình, mà mình coi thường nó, để mình đi kiếm những cái ngăn tủ ở phía trên. Thì đó là cái sự ngây thơ dại dột của mình. Sự lai nhi tâm thủy khởi, sự khứ nhi tâm tùy không. Cũng như trong cái bài hát Happiness, cái đoạn đầu là nowhere to go, nothing to do. Khi mình nhận ra giá trị hạnh phúc rồi thì mình không có muốn làm cái gì nữa, không muốn đi đâu nữa hết. Nhưng mà cũng phải đi làm mới có tiền sống chứ, cũng phải liên hệ với mọi người chứ. Cho nên là somewhere to go, something to do, but I don't need to hurry. Nhưng mà kiếm chút thôi, làm chơi chơi cho vui thôi, thấy đâu làm đó, thấy chi cũng làm, nhưng mà không có kẹt, không có vướng kẹt, không có tranh đấu kiếm cái gì ở trong đó. Tại vì cái quan trọng không có nằm ở trong đó, cái quan trọng nằm ở trong chính mình. Thì tôi có bốn câu thơ là: thất bại đã bao lần, tuổi xuân trôi lần lựa, nụ cười trên môi chờ bao giờ cho nhau nữa. Cái sự thành bại ở trong cuộc đời nó làm cho mình cười hết nổi rồi, không thể đem lại cái sự tươi mát an vui cho người thương của mình, và nó giết chết cái tuổi thanh xuân của mình, bầm dập lên xuống thăng trầm cũng vì thành với bại. Vượt ra khỏi sự thành bại tầm thường đó để mình trở về với cái thiên chức. Thiên chức là gì? Tức là
cái danh phận, cái địa vị mà vũ trụ đã tặng cho mình, đó là một con người rất là linh thiêng, có thể hiểu, có thể thương được. Nụ cười trên môi chờ, nghĩa là ta chờ nụ cười trên môi mình lâu quá trời rồi không thấy. Lúc nào mình cũng ủ dột về cái sự thành bại của mình hết. Thành công cũng không thể cười được, mà thất bại cũng không thể cười được. Cái cười ở đây nó chính là cái sự thảnh thơi của mình. Thì bao giờ, không phải bây giờ, thì bao giờ mới cho nhau nữa. Xin gửi tặng các vị và xin kết thúc bài nói chuyện hôm nay. Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây. Bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức thực hiện. Nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Kênh podcast Phúc Tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý cũng như những người thực sự ổn để cùng xây dựng một xã hội bình yên hạnh phúc hơn. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngoài ra do giải thuật của YouTube ưu tiên những video có nhiều like nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối an lành.